Chào anh em nhé. Giới thiệu với các bác chi tiết về chim mồi giả và mẹt bẫy đa năng, mẹt bẫy bịp nhé. Đây, các bác mà bẫy bình bịp hiệu quả nhất thì các bác nên dùng cái mẹt mẹt đa năng như này nhé, mẹt đa năng. Đấy. Và kết hợp với con mồi giả. Còn các bác nào đánh mồi treo cũng được. Hôm nay giới thiệu cho các bác chi tiết về cái mẹt bẫy và con chim mồi giả nhé. Đây các bác quan sát này, bìm bịp giả bên shop đang cung cấp đó là con bìm bịp khô được thuộc lột da nhồi bông nha các bác nhé. Đây là con chim thật này, thuộc lột da và nhồi bông. Đấy, có tạo mắt giả này. Nói chung là hàng này là hàng đẹp, các bác nhận được thì các bác không phải chê điểm nào nhé. Tròn trịa này, nông lá mượt, đầy đủ nông, giống đặc như con thật luôn. Đấy, giống y con thật luôn. Thông báo cho các bác luôn, hàng đẹp như này thì giá thành nó sẽ hơi cao một chút. Giá thành nó là 300.000, 300.000 cho một con. Thế còn đâu các bác nào mà chê đắt hay các bác nào muốn mua cái loại bịp mà 200 hay 250 thì các bác thông cảm nhé. Là bên shop không có hàng vậy nhé. Bên shop chỉ có hàng đẹp như này. Giá là 300 một con này. Đấy. Thế còn và đây là con chim mồi giả. Các bác nhìn thực tế nhé. Đấy. Đây là thực tế. Có như nào, các bác nhận được đúng như vậy. Nông lá rất là đẹp này. Đấy, nha. Tròn trịa. Thế còn về cái mẹt bẫy nhá, mẹt bẫy thì các bác quan sát kỹ giúp tôi này. Thứ nhất, thép này nó không phải là thép đen đâu, không phải là thép đen, thép xây dựng đâu. Nó là thép gọi là thép AC, thép gọi AC thì không phải, nó gọi là thép chịu lực. Thép chịu lực các bác nhé. Thép chịu lực này. Lò xo này thì nó là bằng thép AC rồi. Cái cầu tử này thì bằng inox này, nhưng mà có sơn cho các bác màu xanh để ngụy trang này. Lưới thì nó là lưới đan tay nhá, lưới đan tay, đan tay không có chạy mắt, rất màu này, màu nâu xám, màu ngụy trang này. Thì cái mẹt này nó là 350 các bác nhá. Thế còn đối với cái mẹt mà nó mong manh hơn, nhìn nó thô thiển hơn, nó sẽ rẻ hơn một chút thì bên shop cũng không kinh doanh hàng đấy nhá. Thì đây là chi tiết cho các bác xem này, hướng dẫn cho các bác cái cách đặt mẹt này luôn, kết hợp với con chim mồi giả. Còn các bác nào mà muốn dùng đánh mồi ăn thì cũng ok luôn nhé. Đây, đây tôi ví dụ nhé, tôi đóng ở chỗ sân nhà này thôi. Đầu tiên nhé các bác nhá, các bác cái lẫy này, cái lẫy cò này, mình cái cài xuống dưới này cho an toàn nhé, cài xuống dưới này. Mình lên lò xo trước, này lò xo này, lò xo bên này là cố định rồi nhé, chỉ còn một bên này thôi. Các bác lên bên này này, đây, các bác móc vào đây, móc vào đây nhé. Các bác lên lò xo trước này. Đây, lên lò xo trước. Khi các bác lên lò xo rồi ấy, thì cái lẫy của mình vẫn cài ở đây. Các bác cài xuống thanh dưới này cho tôi. Cài thanh dưới này. An toàn không giờ phải lo nhá. Rồi chọn vị trí và đóng cọc thẳng xuống luôn. Cái ghim này này là ghim nó nằm liền ở cái mẹt này luôn. Đấy, không bao giờ bị rơi mà rất là tiện. Đấy, các bác đóng đều hai bên xuống. Cái này khi các bác đi săn thì phải chuẩn bị thêm cho mình một cái búa nhá. Một cái búa. À, các bác đóng đào hai bên à, nha. Rồi ok nha. Đây là cái lưới này, lưới các bác tỏ ra vén cái lưới ra phía sau hết nhé. Đây, lên phía sau này. Mình cài lại cầu tử này. Cài lại cầu tử này. Đây. Đây. Các bác nhìn thấy cầu tử này nhá. Nó rất là mớm. Càng mớm bao nhiêu thì độ nhạy càng tốt bấy nhiêu các bác nhá. Đấy, càng mớm thì độ nhạy càng tốt. Đấy. Từ từ đã, các bác cứ cài cái chốt này xuống dưới đi cho an toàn. Bây giờ mình tính cái con mồi giả này mình sẽ đặt ở vị trí nào. À, mình sẽ đặt ở vị trí nào. Các bác đặt ở vị trí nào cũng được nhé. Nhưng bác tính làm sao cho cái mỏ ấy, cái mỏ nó vừa mỏ vào đây này. Đó, mỏ vừa mỏ vào đây. Đấy. Nhá. Là con bịp kia
nó nhảy vào nó đá con bổi nhé, nhảy vào đá xúc vào đây cái là nó gục ngay cái mỏ vào đúng cái cầu tử này nhé. Đấy, nha các bác nha. Giờ mình sẽ cài cái nẫy này. Đấy, các bác để ý này, cài nẫy nhá. Rồi ngụy trang cái lưới của mình tốt lại nhé, vậy là ok nhé. Con lấy cái gì nó thử cho các bác xem nhé. Đây, lấy cái gì tôi thử cho các bác xem nào. Cái này thì cực kỳ là nhạy rồi, rất là nhạy nhé. Đấy, rất là nhạy. Đây rồi, ví dụ như này, con bổi nhá, nó lao vào nó đá, nó sập cái cầu tử xuống nhá. Đây, à, các bác thấy không? Nực của lò xo này cực là mạnh, úp vào đây là đảm bảo dính hết luôn nhá. Cái nướng thịt này rất là nhiều, tha hồ luôn. Đấy. Thì cái này các bác là kết hợp với mồi giả thì và loa điều khiển từ xa thì rất là ok nhé. Còn các bác nào mà không có mồi giả thì các bác sẽ đánh mồi ăn nhé các bác nhá. Đây, mình lại kéo lên lại này, cài phía dưới này. Các bác đánh mồi ăn thì các bác làm ok, cắm treo vào đây con mồi tầm này, thì khi con bịp nó bước vào đây, nó ngoái cổ nó mổ không tới thì nó sẽ lao lên, nó sẽ đạp chân vào cái cầu tử này nhá, sẽ dính luôn các bác nhé. Đây là cái mẹt bẫy bìm bìm, mẹt bẫy, nói chung là mẹt bẫy đa năng, nhưng mà chủ yếu là bẫy bìm bìm là hiệu quả nhất các bác nhé. Đây, tôi cài lại cầu tử này, cầu tử các bác nhé. Rồi, đây các bác quan sát nhé, rất là nhạy nhé, rất là nhạy này. Đấy, cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, các bạn quan sát kỹ nhá. Hàng ship sale đây đi toàn quốc, mẹt bẫy đa năng kết hợp với chim mồi giả nhá. Số lượng hàng thì rất là nhiều. Đây bên này, các bác cứ alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhá. Đây, chim mồi giả này. Đấy, con nào cũng giống như con nào, con 10, con 9 không khác gì nhau bao nhiêu hết. Hàng cực rất là đẹp nhá. Đấy, còn mẹt bẫy đi bên này, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhé. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhé.